yêu cầu giả soát nghệ sĩ nhận hỗ trợ vì Covid-19. Ngày 8 tháng 9, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi đến Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị nghệ thuật biểu diễn, trung tâm văn hóa các tỉnh, thành phố. Nội dung văn bản liên quan đến chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn trong dịch Covid-19, trong đó có đối tượng nghệ sĩ, diễn viên đang giữ ngạch viên chức hạng 4. Bộ Văn hóa yêu cầu các đơn vị cần giả soát danh sách để đảm bảo chính sách được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, phù hợp hoàn cảnh của từng nghệ sĩ, diễn viên và không làm phát sinh thủ tục hành chính. Nội dung văn bản cũng nhấn mạnh quá trình giả soát phải được thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của tập thể đơn vị và không áp dụng một cách cứng nhắc, dập khuân. Trước đó, trong tháng 8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã công bố danh sách 99 viên chức được hỗ trợ khó khăn. Họ là đạo diễn, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng 4 của 6 nhà hát trực thuộc sở, bao gồm nhà hát ca mối nhạc Thăng Long, nhà hát Trèo Hà Nội, nhà hát Cải Lương Hà Nội, nghệ thuật siếc và tạp kỹ Hà Nội, múa dối Thăng Long, kịch Hà Nội. Mỗi cá nhân nhận được số tiền hỗ trợ là 3,71 triệu đồng. Xung quanh chính sách hỗ trợ này, dư luận đưa ra rất nhiều ý kiến trái chiều. Một số trường hợp được cho là không thuộc diện khó khăn nhưng thực sự lại có tên trong danh sách như diễn viên Hồng Đăng, Thanh Hương hay Ngọc Quỳnh phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn đại biểu quốc hội ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội cho rằng chính sách hỗ trợ nghệ sĩ trong giai đoạn này là cần thiết và kịp thời song ông sơn bày tỏ một số trường hợp được trợ cấp vừa qua chưa đúng đối tượng